Thôi bà ơi, năm sớm bà ăn tuổi cho ra mừng tuổi bà chứ. Giờ cháu uống nước rồi. Mẹ cháu Tết có mẹ cháu khỏe. Vẫn đi lại được không? Vẫn đi lại được nhưng mà chỉ có đi xa xôi thì khó, thì mắt mũi thì giờ tuổi. Thế là năm nay bao nhiêu rồi? Bà cho năm nay 88. Thôi thế bà nghỉ nhé. Này ở mình đây ở Thái Bình nói, cái này nhiều lắm. Bà đi như bà đỏ đây thì đấy nó là cái số của đấy. Từng người một đúng không? Nhưng còn chẳng ai muốn thấy nó là cái số của chúng nó lại số của mình. Không biết làm sao nữa. Con bảo đây nhé. Bà đúng đấy bác bạn dắt đúng rồi đấy nhiều tôi định đi xe đây trước xong rồi về nhưng mà đi lúc kia thì thấy đề đang ngồi trên xe máy ngồi sân có thể đi vào đấy tí không lại đi thế thì ngồi đi một tí thì phạm về thôi.